Chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỷ cương trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính đã được các trường mầm non trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ được giao, đảm bảo phù hợp với thực tế theo phương châm kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Đây chính là cơ sở vững chắc để xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện nghiêm giờ nào việc ấy, luôn sát sao và hướng dẫn trẻ trong từng hoạt động cụ thể, chăm lo từ những việc nhỏ nhất. Tất cả đã được đội ngũ giáo viên tại bậc học mầm non coi trọng và đặt lên hàng đầu. Qua đó giúp trẻ vui chơi, phát triển cả về thể chất và tinh thần, tạo sự yên tâm đối với các bậc phụ huynh khi trao gửi con em mình cho nhà trường chăm sóc, nuôi dưỡng. Mình luôn coi các con như con của mình, để mình dành hết tình cảm cho các con. Mình chăm sóc các con từng chút một, nhắc nhở các con từ cách chào hỏi cho cách những cái trong sinh hoạt hàng ngày, cất đồ dùng ở đâu hoặc là xếp như thế nào. Khi chơi xong thì các con cất đồ chơi đúng nơi quy định. Trong khi học thì các con phải tuân thủ theo những cái quy định ở lớp của cô để cho các con có cái nề nếp, cái nền tảng, cái đại bước đệm để các con bước vào lớp 1. Thời gian qua, chi ủy, chi bộ các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu không ngừng trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt được kết quả đó, việc chấp hành kỷ luật trường lớp được thực hiện nghiêm. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng hoạt động cụ thể để đảm bảo hiệu quả. Nhà trường cũng đã chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên là luôn luôn là quan tâm đến trẻ trong các cái hoạt động, chú trọng trong cái việc là giờ nào việc đấy, thực hiện các cái hoạt động làm sao để đảm bảo được an toàn. Đồ dùng này, rồi giá này chúng tôi lau dọn thường xuyên. Thứ hai nữa là đối với những đồ dùng ví dụ như ổ điện này, những vật sắc nhọn này, chúng tôi phải bao bọc kín để cho trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đến trường để bố mẹ được yên tâm. Cùng với đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động giáo dục, việc chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ được nhà trường chú trọng. Từ việc hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng, rồi chế biến theo nguyên tắc an toàn, đến việc tổ chức ăn đúng giờ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, qua đó góp phần để trẻ phát triển tốt về thể chất. Trước giờ ăn thì các con luôn được vệ sinh này, rửa tay, rửa mặt và ngồi bàn đảm bảo là 6 bạn một bàn và có đầy đủ khăn lau và thìa bát cho các con trong cái giờ ăn. Và cái khẩu phần dinh dưỡng của các con thì đều được đảm bảo và sự phát triển hài hòa của các con đấy là cái thể hiện là sự quan tâm và chăm sóc của các cô tại nhà trường đối với các con ạ. Thực hiện tốt phương châm kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, đội ngũ nhà giáo tại các trường mầm non đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, dành cho trẻ những điều tốt đẹp, tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện vì tương lai tươi sáng.